xin kính chào quý vị khán giả. Bây giờ là thời lượng cho chương trình thời sự lúc 12 giờ của Đài Truyền hình Việt Nam. Chương trình ngày 26 tháng 10 sẽ có những nội dung chính sau đây. Liên quan đến vụ phát hiện 39 thi thể trong xe container tại Anh, Đại sứ quán Việt Nam tại Anh sẵn sàng các biện pháp bảo hộ công dân trong trường hợp có nạn nhân là người Việt Nam. Trước tình hình xuất khẩu thủy sản sụt giảm trong 9 tháng đầu năm, đâu sẽ là giải pháp để lấy lại đà tăng trưởng cho những tháng cuối năm? Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa ghi nhận một bệnh nhân bất ngờ hồi phục sau gần 2 năm sống thực vật do di chứng của viêm não Nhật Bản. Đây là một trường hợp vô cùng hy hữu. Sau đây là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị, liên quan đến vụ phát hiện 39 thi thể trong một xe container tại Anh đang gây chấn động dư luận. Trong cuộc họp với báo chí truyền thông vào tối ngày 25 tháng 10 theo giờ địa phương, trước các câu hỏi liên quan đến thông tin trong số 39 nạn nhân thiệt mạng trong xe tải không chỉ có người Trung Quốc, đại diện cảnh sát hạt Essex đã từ chối bình luận thêm các chi tiết liên quan đến quốc tịch của các nạn nhân cho đến khi hoàn thành các quy trình nhận dạng chính thức. Phó Cảnh sát trưởng hạt Essex cho biết, so với nhận định ban đầu về quốc tịch của các nạn nhân, thì đến thời điểm này tình hình đã có diễn biến khác. Cảnh sát cần phải tiến hành điều tra đúng trình tự, thông tin đồn đoán không giúp ích gì và có khi còn cản trở tiến độ điều tra. Đến thời điểm này, thì các cơ quan chức năng đã bắt giữ tổng cộng 4 người bị tình nghi phạm tội ngộ sát và âm mưu buôn người. Trong số đó thì có tài xế đến từ Bắc Ireland, người trực tiếp điều khiển chiếc xe tải chở 39 người được phát hiện tại Essex. Đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Anh cho biết là trong sáng qua theo giờ địa phương, đường dây nóng bảo hộ công dân của Đại sứ quán đã nhận được cuộc gọi của 3 gia đình từ Hà Tĩnh đề nghị Đại sứ quán giúp đỡ tìm hiểu do người thân của họ mất tích trùng thời gian xảy ra vụ 39 người tử vong tại Anh. Cùng ngày, thì Đại sứ quán Việt Nam tại Anh đã gửi các thông tin do các gia đình cung cấp đến cảnh sát hạt Essex đã liên hệ với các cơ quan chức năng của chính phủ Anh để hỗ trợ thúc đẩy nhanh tiến trình điều tra. Phía cảnh sát Anh thì đã tiếp nhận các thông tin này và khẳng định là sẽ phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Việt Nam nếu có thông tin xác thực liên quan. Đồng thời thì Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Cục lãnh sự làm đầu mối phối hợp với các cơ quan chức năng trong nước, các địa phương cung cấp thông tin liên quan từ Việt Nam để hỗ trợ xác nhận quốc tịch của nạn nhân. Đại sứ quán Việt Nam tại Anh đang theo dõi sát tình hình, tiếp tục phối hợp chặt chẽ cùng với các cơ quan chức năng của Anh và Việt Nam để thúc đẩy quá trình xác nhận danh tính nạn nhân và sẵn sàng các biện pháp bảo hộ công dân trong trường hợp có nạn nhân là công dân Việt Nam. Để nhận được sự hỗ trợ trong trường hợp cần trợ giúp thì đề nghị liên hệ theo số điện thoại đường dây nóng bảo hộ công dân của Đại sứ quán Việt Nam tại Anh hoặc là số điện thoại của Tổng đài bảo hộ công dân như đang hiển thị trên màn hình. Chuyển sang một thông tin khác. Theo báo cáo mới nhất của công ty luật Baker McKenzie, hoạt động đầu tư và giao dịch trên toàn thế giới sẽ tiếp tục chậm lại vào năm sau do tình trạng bất ổn lẫn với nguy cơ suy thoái kinh tế toàn cầu đang diễn ra. Việt Nam thì cũng không nằm ngoài xu hướng này, thế nhưng nhiều khả năng vẫn phục hồi khá mạnh mẽ sau năm 2020. Baker McKenzie dự báo GDP của Việt Nam có thể giảm trong 18 tháng tới. Tuy nhiên, công ty này thì lại hy vọng các thương vụ mua bán sáp nhập M&A xuyên biên giới sẽ trở thành dấu ấn chủ đạo cho hoạt động này ở Việt Nam trong những năm tới, khi các yếu tố cơ bản vững chắc của tình hình kinh tế xã hội ở Việt Nam tiếp tục thu hút các nhà đầu tư nước ngoài. Chín tháng đầu năm nay, xuất khẩu tôm, cá tra của Việt Nam đã giảm từ 7 đến 8%. Đây là con số giảm tương đối khiến cho mục tiêu xuất khẩu 10 tỷ đô la Mỹ thủy sản trong năm nay khó đạt được. Một trong những nguyên nhân được xác định đó là do thiếu hụt nguồn nguyên liệu. Bên cạnh đó, thì công nghệ nuôi trồng thủy sản của nhiều nước đang phát triển vượt bậc. Các nước như là Trung Quốc, Malaysia đã bắt đầu nuôi cá tra. Thái Lan, Ấn Độ thì đã kiểm soát tình hình dịch bệnh trong nuôi tôm và họ đã có một năm trúng mùa. Với nguồn cung tương đối phong phú, thế nên người tiêu dùng sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn, dẫn đến sản phẩm thủy sản Việt Nam phải chịu sự cạnh tranh gay gắt cả về chất lượng lẫn giá cả. Và cũng có thể thấy rằng xuất khẩu tôm, cá tra của Việt Nam đều đã giảm mạnh tại các thị trường trọng điểm như là Mỹ hay là châu Âu, EU. Riêng thị trường EU thì ghi nhận xuất khẩu tôm giảm tới 23% so với cùng kỳ năm ngoái. Trước tình hình này, thì liệu từ giờ cho đến cuối năm xuất khẩu thủy sản có khởi sắc trở lại không? Đâu là những giải pháp để thúc đẩy xuất khẩu thủy sản của Việt Nam trong những tháng cuối năm? Chúng ta hãy cùng theo dõi phóng sự sau để tìm hiểu câu trả lời. Đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, giá tôm Việt Nam tại các thị trường trọng điểm như EU hay là Mỹ đang giảm khoảng từ 1 đến 1,5 đô la Mỹ cho 1 kg,
Nguyên nhân là do lượng tôm tồn tại các thị trường khá cao, trong khi đó giá tôm Việt Nam cao, khó cạnh tranh. Riêng mặt hàng cá tra thì do bị áp thuế chống bán phá giá nên giá cả không cạnh tranh được với một số sản phẩm cá thịt trắng khác bản địa. Ngoài ra, một số rào cản kỹ thuật mới và thẻ vàng của EU cũng khiến cho hai mặt hàng thủy sản này xuất khẩu gặp khó. Chính phủ, bộ cũng như là tổng cục thủy sản đang quyết tâm đáp ứng các khuyến nghị của EC về cái việc đánh bắt bất hợp pháp để làm sao cố gắng sớm gỡ được cái thẻ vàng để làm rộng đường cho cái thủy sản Việt Nam vào thị trường này. Bên cạnh đấy thì chúng ta vẫn đáp ứng các cái tiêu chuẩn, các cái quy định của thị trường Mỹ, đặc biệt là phải minh bạch hóa trong các cái khâu tính toán giá thành để tránh bị kiện chống bán phá giá cho hai cái đối tượng chủ lực là tôm và cá tra. Theo đại diện Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, phía các doanh nghiệp thủy sản cần nhiều nỗ lực về truy xuất nguồn gốc, hạ giá thành sản xuất để cạnh tranh. Nhất là tiếp tục củng cố lại cái chuỗi cung ứng về vấn đề nguyên liệu, đặc biệt là cái mối quan tâm của các doanh nghiệp đối với vấn đề là sản xuất nguyên liệu, làm sao để chúng ta đáp ứng được cái yêu cầu vấn đề truy xuất nguồn gốc, đạt được các cái chứng nhận quốc tế. Cái thứ hai là tiếp tục nỗ lực làm sao để ổn định và cân bằng cái sản lượng nuôi cá tra, để trên cơ sở có thể có được một cái sự cân bằng hơn và đáp ứng được các yêu cầu tốt hơn. Mới đây, Mỹ đã giảm thuế xuống 0% cho cá tra trong đợt rà soát thuế chống bán phá giá lần thứ 15. Đây là một tín hiệu tích cực cho xuất khẩu thủy sản những tháng cuối năm nay. Hơn 40.000 doanh nghiệp trong nước đang hoạt động vượt gần 3% so với kế hoạch 5 năm. Cả hai chỉ tiêu quan trọng là thu hút vốn đầu tư nước ngoài và tăng trưởng doanh nghiệp của tỉnh Bình Dương đều cán đích trước 1 năm theo nghị quyết đại hội. Kết quả này có được là do chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp theo hướng đổi mới sáng tạo với sự liên kết và giúp sức từ 3 nhà là nhà nước, nhà trường, nhà doanh nghiệp. Câu chuyện về vườn ươm doanh nghiệp thông minh triệu đô sau đây là một ví dụ. Trần Huy Tường bắt đầu kinh doanh khi còn là sinh viên của trường Đại học Quốc tế Miền Đông bằng cách thiết kế các bo mạch điện tử bán cho sinh viên. Cơ hội và cũng là thách thức khi khách hàng liên hệ để mua hàng ngày càng nhiều, nhưng Tường không có vốn lại chưa có văn phòng. Vườn ươm doanh nghiệp đã giúp Tường có văn phòng làm việc, nơi sản xuất sản phẩm và các giảng viên hỗ trợ cách thức hoạt động. Vậy là chỉ với 20 triệu đồng vốn ban đầu, cùng sự sáng tạo, tinh thần vươn lên và tận dụng được các cơ hội hỗ trợ, đến nay, công ty của Tường đã rời khỏi vườn ươm cùng doanh thu khoảng 35 tỷ đồng một năm. Thế mạnh của vườn ươm doanh nghiệp đó là nằm ngay trong khuôn viên của trường đại học. Vì vậy, chúng tôi luôn được sự quan tâm của các thầy cô, cũng như là rất là dễ dàng để tìm được những bạn sinh viên với cái nguồn năng lượng có thể là giúp bổ sung cho chúng tôi vào bất cứ khi nào chúng tôi cần. Văn phòng miễn phí đẹp hiện đại cùng với những cái hỗ trợ về phần mềm cho một cái doanh nghiệp như là lập chiến lược phát triển kinh doanh, cách tiếp cận khách hàng, các phần mềm kế toán thì đã biến cái vườn ươm doanh nghiệp này thực sự là cái nơi khởi đầu lý tưởng cho mọi ước mơ khởi nghiệp. Tại Bình Dương, không chỉ vườn ươm doanh nghiệp được hoạt động với sự liên kết 3 nhà, mà tại các ban ngành ở Bình Dương cũng vận hành với sự xuất hiện của 3 nhà, bởi tỉnh hướng đến nền sản xuất công nghệ cao, trong đó nguồn nhân lực tri thức đóng vai trò chính. Tri thức thì đến từ viện trường, cho nên viện trường phải đóng vai trò quan trọng hơn nữa trong cái việc mà phối hợp cùng với lại nhà nước, cùng với doanh nghiệp để cùng định ra các cái chương trình chiến lược để phát triển tỉnh. Thống kê 9 tháng đầu năm nay, Bình Dương có thêm 5.000 doanh nghiệp thành lập mới, tăng gần 14% về số doanh nghiệp so với cùng kỳ năm ngoái, dẫn đầu cả nước về tỷ lệ tăng trưởng doanh nghiệp. Những cái nó đặc thù ở Bình Dương thì tỉnh sẽ cố gắng làm. Ví dụ như hỗ trợ tiền thuế đất, hỗ trợ chi phí thuê mặt bằng, hỗ trợ cho doanh nghiệp, các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo là có chỗ để nghiên cứu, hỗ trợ họ tham gia các cuộc hội thảo. Kế hoạch cuối năm nay, Bình Dương khai trương trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp nhằm đưa việc hỗ trợ từ 3 nhà đến gần người dân doanh nghiệp hơn, đồng thời thu hút nhiều viện trường đến với Bình Dương để các nhà khoa học giúp các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, gia tăng giá trị sản xuất. Năm 2019 được Thành phố Hồ Chí Minh lựa chọn là năm cải cách thủ tục hành chính với mục tiêu nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân tốt hơn. Khi lấy người dân làm trọng tâm phục vụ thì mỗi quận huyện tại Thành phố Hồ Chí Minh đều đã tìm cho mình được những cách làm riêng phù hợp với yêu cầu thực tế. Ngoài việc cải cách thủ tục hành chính thì các địa phương còn tìm cách để lắng nghe, tiếp thu và cùng người dân kiến tạo môi trường thân thiện, góp phần xây dựng đô thị văn minh. Cách làm này đã được quận 6 Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng hiệu quả. Hoàn tất công việc cuối ngày tại Ủy ban Nhân dân phường 9 quận 6,
Chị Ngọc, cán bộ tư pháp hộ tịch, lại bắt đầu một công việc mới. Xong rồi trên chiếc xe gạt máy, chị Ngọc đến trả hồ sơ hành chính tận nhà cho các hộ dân. Làm được thì vui rồi. Cho nên là mình cũng thấy là trong nhà có 3 ngày à. Lớn tuổi vô làm giấy cây xanh này nè rất khó. Bởi vì hồi trước giờ có nhiều người xanh lẻ không có làm giấy cây xanh. Chỉ tâm niệm là mình làm cái gì có thể giúp được cho người dân. Chỉ cần là mình có sức khỏe là mình sẽ làm được thôi. Mặc cho cơn mưa chiều đang nặng hạt, hai đại diện của khu phố 1 vẫn đến buổi lắng nghe và phục vụ người dân định kỳ của lãnh đạo phường 6, quận 6 vào chiều thứ hai hàng tuần. Tôi thì đang ở 115. Thành ra thấy con đường của tôi thì nó quá là dơ, với là một lần trời mưa thì nó gặp dền, nó dân đi cũng khó lắm. Bà con cũng đề nghị là phường là hỗ trợ để mà nâng cấp cái mặt hẻm 115 với lại cái mặt hẻm 154. Bà con tin tưởng chia sẻ với lãnh đạo, không chỉ vì lãnh đạo xuống tận nơi để lắng nghe, mà sau khi nghe phản ánh, lãnh đạo còn đi kiểm tra ngay và lên phương án thực hiện nguyện vọng của người dân. Sau 60 buổi gặp gỡ với 138 lượt ý kiến đóng góp như vậy, cụm hẻm 633, 671 và 683 Hồng Bàng đã được nâng cấp sửa chữa với kinh phí 2 tỷ đồng. Việc mà người dân đóng góp cho các cái nội dung cũng như là các cái chương trình cũng như các cái tạm gọi là các cái sản phẩm mà của phường thực hiện thì những cái điều đó mà chúng tôi phải nói rất là trân trọng ghi nhận và cũng rất là tâm đắc. Gần gũi, lắng nghe và đáp ứng kịp thời nguyện vọng của nhân dân chính là cách để chính quyền và người dân có sự tin tưởng kết nối chặt chẽ. Và từ sự tin tưởng ấy, những việc tưởng khó khi có người dân chung tay đều có thể vượt qua một cách dễ dàng. Trong phần tiếp theo của chương trình, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và người dân chung tay nỗ lực tạo cho Hoa Đà Lạt những thế và lực mới trong thời kỳ hội nhập. Nhà trọ Kiến An, thành phố Cần Thơ, điểm dừng chân cho những người có hoàn cảnh khó khăn với mức giá vô cùng bất ngờ, chỉ 1.500 đồng một ngày. Mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi chương trình thời sự. Thưa quý vị, sức sống lâu bền của hoa và nghề truyền thống trồng hoa Đà Lạt đã tạo cho mảnh đất nơi đây một bức tranh thiên nhiên muôn màu sắc. Không chỉ vậy, sự nỗ lực của chính quyền địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và người dân đã tạo cho hoa Đà Lạt những thế và lực mới trong thời kỳ hội nhập. Đây là vườn hoa cẩm chướng và lily của gia đình anh Phan Văn Châu ở tổ 3 thôn Đa Quý, xã Xuân Thọ, thành phố Đà Lạt. Cả ba thế hệ trong gia đình anh cùng đồng hành gắn bó với cây hoa, minh chứng cho sức sống bền bỉ của loại cây trồng chủ lực trên vùng đất này. Hoa mang lại giá trị tinh thần và cả lợi nhuận về kinh tế. Hiện tại thì cây hoa thì đang cây cẩm chướng và cây hoa ly thì đang thị trường đang rất là ổn định và giá thì rất là ổn định và cao. Nghề trồng hoa, kinh doanh hoa trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã có nền tảng vững chắc, đáp ứng được thị hiếu của người tiêu dùng và từng bước khẳng định thương hiệu hoa Đà Lạt. Diện tích trồng hoa ở Đà Lạt đã lên đến gần 9.000 hecta và việc đưa vào sử dụng nhãn hiệu hoa Đà Lạt đã góp phần nâng cao giá trị của hoa ở thị trường trong và ngoài nước. Kỳ vọng của địa phương là mong muốn trong thời gian sắp tới là trên cơ sở cái giấy chứng nhận này thì người nông dân, người trồng hoa dễ dàng có điều kiện để tiếp cận các cái doanh nghiệp, mở rộng cái thị trường tiêu thụ cũng như là cái tìm cái đầu ra ổn định, giá cả ổn định cho cái việc sản xuất hoa tại địa phương. Hoa Đà Lạt mỗi năm xuất khẩu được khoảng 310 triệu cành, chiếm 12% tổng sản lượng hoa của Đà Lạt. Không chỉ người nông dân Đà Lạt sống và gắn bó với nghề trồng hoa, nhiều cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài nước nhận thấy tiềm năng và cơ hội phát triển của hoa Đà Lạt, cũng đã mạnh dạn tham gia vào chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm hoa để tìm đường bứt phá. Tỉnh Đồng đã ban hành những cái tiêu chí cụ thể rất phù hợp và khuyến khích hình thành các cái chuỗi liên kết giữa hợp tác xã với doanh nghiệp, giữa người nông dân với doanh nghiệp để làm như thế nào để mà cái vùng nguyên liệu sản xuất theo cái an toàn thực phẩm và có một chứng nhận đảm bảo được quy mô lớn theo một quy trình kỹ thuật đồng bộ. Để hoa Đà Lạt cất cánh, không chỉ cần sự nỗ lực từ phía người nông dân mà cần có sự vào cuộc của chính quyền địa phương. Cơ chế, chính sách và các doanh nghiệp, nhà đầu tư cùng tạo nên mối liên kết bền chặt. Có như vậy, nhãn hiệu hoa Đà Lạt, kết tinh kỳ diệu từ đất lành mới thực sự phát huy được giá trị. Chương trình hướng nghiệp cho thanh niên làng trẻ em SOS Việt Nam với tên gọi là Youth Can, thanh niên có thể vừa được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chính thức khởi động tại thành phố Hồ Chí Minh trong ngày 25 tháng 10.
Chương trình này là một sáng kiến toàn cầu hỗ trợ thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, thiếu sự chăm sóc đầy đủ của cha mẹ. Với nhiều chương trình việc làm đào tạo cho học viên thanh niên làng trẻ SOS, thanh niên được học kỹ năng mềm, tiếng Anh và nhiều kiến thức chuyên ngành cụ thể để xin việc. Chương trình thì cũng tư vấn hướng nghiệp, kết nối với nhiều doanh nghiệp để tạo cơ hội việc làm cho các bạn học viên. Theo báo cáo của làng trẻ SOS, hiện nay cơ hội việc làm và việc làm theo đúng nghề học đối với thanh niên làng trẻ thì vẫn còn rất hạn chế. Mục tiêu hướng đến năm 2022, 100% thanh niên rời làng trẻ em SOS được đào tạo ít nhất một nghề. Việt Nam hiện có 17 làng trẻ em SOS, chăm sóc nuôi dưỡng hơn 6.100 trẻ em. Quy mô làng trẻ em SOS Việt Nam đứng thứ 3 trong hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Hai trường đại học của Việt Nam vừa lần đầu tiên được xếp hạng ở bảng xếp hạng các cơ sở đào tạo đại học tốt nhất toàn cầu, đó là Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Bảng xếp hạng này do tạp chí US News & World Report của Mỹ công bố, trong đó thì Đại học Quốc gia Hà Nội đứng ở thứ hạng là 1059, tiếp theo là Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh có thứ hạng là 1176. Năm nay thì có gần 1600 trường đại học trên thế giới được đưa vào đánh giá. Thưa quý vị, cũng là một địa chỉ hoạt động kinh doanh nhà trọ như bao nơi khác. Thế nhưng điều đặc biệt đó là mức giá vô cùng bất ngờ, chỉ 1.500 đồng một ngày cho những người vô gia cư, người khuyết tật. Đó là nhà trọ Kiến An tại hẻm 16 đường 30 tháng 4, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Nơi đây thì đã trở thành điểm dừng chân êm ấm của những người có hoàn cảnh khó khăn. Ý tưởng xây dựng nhà trọ cho thuê với giá rẻ của chị Lữ Thanh Linh và các cộng sự xuất phát từ mong muốn chia sẻ với những khó khăn của người nhà bệnh nhân phải nằm ở hành lang bệnh viện. Số người tìm đến đây ngày một nhiều với những mảnh đời khác nhau. Tuy là người ta khó khăn thiệt, nhưng mà người ta vẫn muốn rằng là tôi khó khăn thì tôi có nhiều, tôi trả nhiều, tôi có ít, tôi trả ít. Đó cũng là tâm tư của vợ chồng anh Nguyễn Văn Ổi. Ban đầu, vợ chồng anh được ở miễn phí. Nhưng nay, gia đình anh bán vé số mỗi ngày, cần kiệm cũng đủ trang trải cuộc sống, thì xin trả tiền trọ như bao khách khác. Em mới năn nỉ anh chị mà anh chị không bao giờ lấy. Lại cũng như là miễn phí cái phòng. Em mới dặn em nói thôi, miễn anh chị không lấy tiền á, thì em ra đi em không ở, em đi chỗ khác em ở. Khách đến nhà trọ đều biết, mức giá dù cao nhất vẫn không có lời. Với những người phải chăm sóc người thân trong bệnh viện nhiều ngày thì đây thực sự là món quà vô giá. Mướn mấy cái phòng kia 100 ngàn một ngày, ở đây nó chỉ có 17.500 thôi, là con thấy cái chi phí nó giảm biết là bao nhiêu. 15 phòng, 60 giường, mền gối luôn tươm tất sạch sẽ mỗi ngày, quạt máy, thậm chí còn có cả máy lạnh, wifi. Đó là lý do bà con gọi đây là khách sạn. Và khách sạn này luôn được phục vụ tận tâm. Cái tâm đó cũng lan tỏa đến nhiều người để cùng nhau chia sẻ. Lá lành đùm lá rách là tiêu chí của nhà trọ Kiến An. Nhiều mảnh đời kém may mắn, khó khăn sẽ thấy ấm lòng bởi những trái tim nhân hậu. Tất cả đều là những vị khách luôn được đón tiếp bằng nụ cười, bằng sự tận tâm như người thân trong gia đình. Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình, vừa ghi nhận một bệnh nhân 15 tuổi bất ngờ hồi phục sau gần 2 năm sống thực vật do di chứng của viêm não Nhật Bản. Đây là một trường hợp vô cùng hy hữu, bởi đa số các bệnh nhân mắc bệnh này thì sẽ tử vong hoặc là nếu may mắn sống sót thì cũng phải sống đời thực vật. Điều kỳ diệu này có được một phần là nhờ vào những nỗ lực và sự kiên trì bền bỉ của gia đình, đặc biệt là của người cha bệnh nhân. Trong suốt thời gian con nằm viện, ông đã luôn ở bên, đồng hành cùng con và chưa phút nào hết hy vọng. Nằm viện ngày 8 tháng 10, 2017, bác sĩ chuẩn đoán viêm não Nhật Bản. 3 tháng đầu nữa, bố là không ăn không ngủ được, nó đi lưu siêu. Thực sự là các bác bảo là thôi, ra nhà trọ mà nghỉ, nhưng mà nghỉ ngủ thì nói chung là nghĩ đến con là cũng không ngủ được. Thế nên là mua quyển sổ để ghi. Sau 23 tháng 12, 2017, thầy tập
hé môi cười. Vợ chưa đi xa bao giờ, sức khỏe lại yếu nên ông thay vợ ở lại bệnh viện chăm con. Quan mình đề ra, nói chung là gia đình bố mẹ quyết tâm, nói chung là kể cả thực vật nó cũng phải nuôi. Hàng ngày ông nắn bóp tay chân cho Thạch, mở cho Thạch nghe chương trình thể thao mà ngày xưa con thích. Hai cha con cứ ở bên nhau như vậy, thấm thoát cũng gần 2 năm. Cứ hôm nay thấy con là tập bóp chân bóp tay này, con ngón chân ngón tay còn hơi cứng. Ngày mai là anh thấy là bóp chân ngón chân ngón tay anh mà mềm, sự hy vọng còn chắc chắn là cũng phải được. Và rồi mọi nỗ lực của hai cha con đã được đền đáp. Con trai ông đã nở nụ cười đầu tiên sau 2 năm trời. Cái chi giác của cháu tiến triển rất là nhanh. Và với cái tiến triển như này thì cháu nó có thể ăn theo đường tự nhiên được, thì chúng tôi sẽ rút cái sông đặt trong dạ dày cho cháu và từng bước là phục hồi chức năng toàn diện cho cháu. Hoàn cảnh của cháu rất là khó khăn. Thế nhưng mà cái quyết tâm của gia đình và cái sự hy sinh vì con của bố mẹ cháu là rất lớn. Gia đình đã phải gồng mình lên chỉ nhằm mục đích là được ở gần bên con ở bệnh viện, hy vọng con mình hồi phục. Trước đây, Thạch là một cậu bé hiếu động. Em ước mơ trở thành vận động viên bóng chuyền, có thể đại diện Việt Nam đi thi đấu quốc tế. Sẽ nhanh thôi, em lại cùng bạn bè chơi bóng chuyền tại sân làng. Ông Diệp tin như thế. Thời điểm này thì các địa phương trên cả nước đang tiến hành rà soát hộ nghèo để xây dựng đề án giảm nghèo cho năm tiếp theo. Trong khi tư tưởng không muốn thoát nghèo để nhận sự hỗ trợ của nhà nước vẫn còn trong suy nghĩ của nhiều bà con ở những vùng sâu vùng xa, thì tại một thôn nhỏ ở huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định, không cần đến sự vận động của chính quyền địa phương, nhiều hộ dân vẫn chủ động xin ra khỏi hộ nghèo. Năm 2018, gia đình ông Thương là một trong 172 hộ nghèo ở thôn Kim Sơn, xã An Nghĩa, huyện Hội An, tỉnh Bình Định. Những năm trước, tuổi cao hay bệnh và không có việc làm, nên cuộc sống gia đình luôn gặp khó khăn. Vượt qua bệnh tật và tuổi cao, ông đã tìm được nơi tiêu thụ chậu trồng cây cảnh. Và cả năm nay, ông miệt mài với công việc đúc chậu, thu nhập hai vợ chồng khá hơn. Và trong đợt bình xét hộ nghèo cách đây 2 tháng, vợ chồng ông chủ động xin thoát nghèo trước sự bất ngờ của người dân cả xóm. Ai nói cũng muốn vô hộ nghèo hết, chứ không muốn ra. Mà bác thì giờ bác cũng nhận xét là giờ bác thấy rồi, có bác hai bác cũng có thể sống được, gia đình ổn định. Thôi nói vậy bây giờ nhiều hộ người ta cũng còn khổ hơn mình. Trong đợt bình xét hộ nghèo năm 2019, xã An Nghĩa tổ chức rộng khắp ở 7 thôn. Trong khi ở những thôn khác nhiều hộ kinh tế khá hơn, nhưng vẫn muốn ở lại hộ nghèo thì tại thôn Kim Sơn, có 4 hộ chủ động xin thoát nghèo. Vợ ông Tình mất vì bệnh năm ngoái. Ông không chỉ bị tật ở chân mà còn nuôi người con gái tàn tật và ở chung với con trai. Nhưng ông vẫn xin thoát nghèo trong năm nay. Ông Tình tự tin hơn khi các con ủng hộ suy nghĩ của mình. Đi họp thì ba cũng đã bàn với vợ chồng em Tàu. Ý là ba nói là bây giờ là ba cũng có cái chính sách của nhà nước là ba chỉ có chính sách nhà nước đấy. Bây giờ ba nói là thôi để cho ba ra để cho những người khó khăn hơn nó được vô. Bàn vợ chồng em cũng thao thói ba nó cũng được, thao cũng đồng ý cho ba vui. Số bà con bữa nay nó cũng bàn bạc tính toán nhận thức rất là cao, chứ không muốn gọi là dùng cái từ nghèo hoài đâu. Họ rất là giác ngộ nên thành ban thôn chúng tôi rất là quan ngân ở tinh thần đó. Xin thoát ra khỏi hộ nghèo cũng đồng nghĩa 4 hộ ở thôn Kim Sơn không còn được hưởng các chính sách ưu đãi hỗ trợ của nhà nước. Song họ vẫn quyết tâm, bởi với họ các chính sách hỗ trợ của nhà nước trong những năm qua đã giúp từng gia đình khắc phục phần nào khó khăn. Và hơn cả, ông Tình và những hộ khác xuất phát từ nhận thức ngày một tiến bộ và từ tấm lòng muốn chia sẻ với bà con khó khăn như mình. Ở phần cuối của chương trình như thường lệ sẽ là những thông tin dự báo thời tiết.
Chương trình thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam đến đây là kết thúc. Quý vị có thể truy cập vào địa chỉ website vtv4.vtv.vn, kênh YouTube VTV4Go hoặc ứng dụng trên điện thoại di động VTV Go để theo dõi lại chương trình này. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.